Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Ban tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên năm 2023 tổ chức cuộc họp thống nhất kết quả giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Sau gần 8 tháng phát động đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, Ban tổ chức giải đã nhận được 109 bài thi của các tác giả là cán bộ phóng viên, các cơ quan đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gửi tham gia ở 3 loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Ban tổ chức cuộc thi đã quyết định lựa chọn cho một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích ở thể loại báo in. Thể loại báo điện tử trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Không có giải nhất, thể loại phát thanh truyền hình trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Thời gian qua do ảnh hưởng của thời tiết, kênh xả tiêu Cống Vong Phan, huyện Phù Cừ đã xuất hiện cung sạt lấn sâu vào bãi sông. Hai mái ta luy của kênh xả tiêu chợ bơm Vong Phan xảy ra hiện tượng sạt lở cả hai bên với chiều dài mỗi bên khoảng 20 cm, chiều rộng 3,5 m, chiều sâu 4,5 m, cung sạt lở đang lấn vào sân thượng lưu cống, cách chân đê tả sông Luộc khoảng 10 m, cách nhà dân sinh sống dọc hai bên bờ kênh khoảng 3,5 m, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu qua thân đê gây mất an toàn cho tuyến đê. Cung sạt ép sát mép đường giao thông kết hợp mặt đê bối. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế nhằm đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố và thiết kế xử lý khắc phục sự cố, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt, bảo đảm công trình vừa phòng chống lụt bão và vừa phát triển giao thông. Sáng nay, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Từ năm 2011 đến nay, xã Yên Phú đã huy động trên 180 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 140 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công tham gia xây dựng các công trình. Trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, xã đã xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình Việt Gáp đối với sản phẩm chủ lực rau sạch và cây ăn quả. Có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao. Các mô hình phát triển kinh tế nông thôn hoạt động đảm bảo môi trường, thu nhập mỗi hecta canh tác đạt trên 500 triệu đồng. 7 trên 7 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đạt 72 triệu đồng. Thôn Điệp Đông, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ là địa phương có diện tích và số mồ mả lớn nhất của dự án đường Tân Phúc Vong Phan. Nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực của cán bộ thôn, đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành bước 1 trong di chuyển trên 100 ngôi mộ với hàng chục mộ của các dòng họ. Đến nay, 100 hộ dân tại thôn Điền Đông đã thực hiện nhận tiền hỗ trợ di chuyển mồ mả. Trong đó, số ngôi mộ tại thôn chiếm trên 80% số ngôi mộ của toàn dự án trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Thôn đã lập kế hoạch thực hiện di chuyển mồ mả tập trung trên cơ sở sắp xếp bố trí nhân lực ca xe và thống nhất thời gian để các hộ gia đình có mộ trong dự án, có khâu chuẩn bị, qua đó đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các hộ dân trong quá trình di chuyển. Thôn sẽ hoàn thành toàn bộ việc di chuyển mồ mả trong tháng 10 âm lịch năm nay. Hàng loạt công trình nhà ở, nhiều căn hộ chung cư mini tại điểm nóng vi phạm của xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội sửa chữa do vượt tầng theo quy định. Chiều ngày 25 tháng 10, tòa chung cư mini My Home 9 tầng với cả trăm căn hộ xây chui trên đường Phú Hữu, huyện Thạch Thất đang được quây bạt xung quanh phía trên tòa nhà để tiếp tục tháo dỡ, cắt ngọn phần vi phạm. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, đối với tòa nhà này, vi phạm đã rõ. Hiện chủ đầu tư có đơn xin tự tháo dỡ, thời gian kéo dài đến hết tháng 12. Ngoài tòa chung cư mini My Home cao 9 tầng với cả trăm căn hộ xây chui, hàng loạt tòa chung cư mini khác cũng được quây bạt kín phần mái để tháo dỡ, cắt ngọn phần vượt tầng. Các tòa nhà này đều có điểm chung là xây vượt tầng với quy mô khủng từ 7 đến 10 tầng, vi phạm xây dựng, vi phạm phòng cháy chữa cháy. 64 căn nhà tái định cư ở huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum hoàn thiện 11 năm trước, song chỉ có một số hộ dân đến sinh sống. Năm 2009, trận lũ lịch sử nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi tài sản người dân làng Đắk Đoát. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Lây đã xây dựng làng định cư tại thôn Mang Rao cho những hộ dân bị sạt lở. Dự án thực hiện năm 2010 do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư, kinh phí 16 tỷ đồng. Cách làng cũ khoảng 7 km, 64 căn được làm bê tông. Diện tích thấp nhất là 24 m² một căn, mỗi hộ được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng
năm 2012, dự án hoàn thành, nhiều hộ dân chuyển đến sinh sống, nhưng chưa đầy một năm, họ lại chuyển về làng cũ sinh sống vì điều kiện canh tác xa. Sau 10 năm không có người ở, nhà khu tái định cư bị hư hỏng hoàn toàn, mái tôn và cửa bị tháo bỏ. Tại tỉnh Bình Dương đang xuất hiện tình trạng học sinh rủ nhau hút thuốc lá điện tử một cách công khai, khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Hiện tượng đáng báo động này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe giới trẻ mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội. Học sinh ngồi tụm 5, tụm 7 trong bộ đồng phục học sinh tại các quán nước trước cổng trường hay công viên công cộng để truyền tay nhau điếu thuốc lá điện tử. Rồi nhà khói phì phèo là hình ảnh không còn xa lạ ở Bình Dương. Bởi việc tiếp cận mua thuốc lá điện tử hiện nay quá dễ dàng nên nhiều em tìm đến vì tò mò. Các em sử dụng như một cách để chứng tỏ bản thân. Một phụ huynh ở thành phố Thủ Dầu Một lo lắng khi đứa con học lớp 8 về kể rằng trong lớp có nhiều bạn hút thuốc lá điện tử và bị cô giáo nhắc nhở. Thế nhưng các bạn vẫn lén lút hút với nhau. Chuyển sang phần tin quốc tế. Một báo cáo mới đây đánh giá rằng nếu tỷ lệ sinh của Hàn Quốc không tăng trở lại, dân số từ 14 tuổi trở xuống của quốc gia này sẽ giảm một nửa vào năm 2040. Báo cáo do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc công bố, dựa trên giả định rằng tổng tỷ suất sinh của cả nước sẽ chạm đáy vào năm 2024, sau khi đạt mức 0,7 và con số đó sẽ không thay đổi. Ước tính tổng dân số của Hàn Quốc sẽ giảm xuống mức 49,16 triệu người vào năm 2040, với sự sụt giảm mạnh mẽ ở trẻ em và thanh thiếu niên. Như vậy, dân số Hàn Quốc từ 14 tuổi trở xuống sẽ giảm xuống còn 3,18 triệu vào năm 2040, tức là giảm tới 49,6% so với năm 2020. Tiết chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.